xin chào với tất cả quý vị quay trở lại với Thanh Mai và Phú Tài trong chương trình Mùa sắm tại gia được sự bảo trợ bởi công ty Home Shopping uh, SBTN Home Shopping được phát sóng trên đài SBTN và qua sự hướng dẫn của hai người dẫn chương trình Thanh Mai và Phú Tài Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới với tất cả quý vị những cái sản phẩm để chăm sóc cho sức khỏe nào Nói về chăm sóc cho sức khỏe thì thực sự ra trong cơ thể của chúng ta có rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta phải lo ví dụ như là gan này phổi này rồi tim này hệ thống tim mạch của chúng ta này rồi lá thận của chúng ta nữa có nhiều bộ phận trong cơ thể lắm kính thưa quý vị vậy thì bây giờ chăm sóc bằng cách nào đây không thể nói là chăm sóc sức khỏe đơn thuần được chúng ta cần phải biết rõ ví dụ như là cơ thể của chúng ta à, hút thuốc nhiều thì lá phổi nó bị ảnh hưởng vậy thì làm sao để mà giúp đỡ cho lá phổi hoặc là chúng ta là một người rất là thích ăn uống cái cái điều đặc biệt lắm quý vị ơi những cái người mà thích ăn uống đó kính thưa quý vị có hai cái thể trạng người ừ. ăn uống nhiều là sẽ mập ừ. đúng không thưa quý vị đúng, đúng. còn những người đó mà à, cũng có nhiều người lắm thưa quý vị có hai dạng người ăn uống quá trời luôn nhưng mà ừ. sẽ không bao giờ mập còn cái người chỉ có hít đồ ăn thôi cũng đã mập rồi đó ai thấy không ghê không thưa quý vị <laughs> bởi vậy ta nói có nhiều cái dạng người khác nhau bây giờ phú tài xin đến với cái dạng người đó chính là ăn nhiều thì dĩ nhiên có những người ăn nhiều thì người ta sẽ mập có những người ăn rất là nhiều nhưng mà cái thể trạng của họ không cho phép họ mập lên được họ vẫn cứ giữ cái thân hình như thế ừ. tuyệt vời quá như vậy là bao nhiêu người ước mong có được cái thể trạng như vậy tuy nhiên cá mà chúng tôi đang lưu ý là đây đó là việc ăn nhiều chứ không phải là giữ form giữ phong độ của việc như thế nào đâu cái ăn nhiều ở đây á, thực sự ra ăn tất cả mọi thứ trên thế gian này ừ. ăn từ những món nước cho tới những món khô ăn từ những món cao sang mỹ vị cho tới những món bình dân dân giả cũng có hết. Cái khổ nổi là ăn càng nhiều thì dĩ nhiên chúng ta càng thấy đã thưởng thức quá trời đồ ăn luôn sướng vô cùng. Nhưng mà cái người không sung sướng đó chính là bao tử của cái vị và đặc biệt hơn nữa là lá gan của cái vị nữa. Tại vì sao? Vì khi mà quý vị ăn những cái món đồ ăn vô thì thực sự ra đồ ăn nào cũng vậy, chắc chắn đồ ăn nào cũng vậy, một trăm phần trăm đồ ăn nào cũng vậy có những thứ mà nó đi phản ứng ngược lại với cơ thể của quý vị chứ không phải là ăn món nào cũng trôi tuột món đó ví dụ như là ăn kem có đường đúng không thưa quý vị khi khi mà quý vị có đường thì có thể nó làm tăng cái lượng đường trong cơ thể của quý vị lên và quý vị đang bị cholesterol hoặc là đang bị cao đường thì sao? Hoặc là ăn những cái món như mắm nêm, mắm tôm, những cái món đó là ăn nó nó có mùi rất là đặc biệt nhưng mà mỗi lần ăn vô là là cơ thể nó phải tiếp nhận và phải nếu như mà nó phải giải độc cho kính thưa quý vị nữa ừ. nhiều khi không phải là món mắm nêm món tôm nó có độc nhưng mà cái quan trọng là quý vị ăn vô cơ thể nó ăn nhiều những cái món quá mỗi món ăn nó đều có chứa một cái hàm lượng nhất định nào đó những nguyên tố nó, nó gây kích thích ngược với cơ thể ừ. và khi mà nó gây kích thích ngược với cơ thể của quý vị thì quý vị ơi bộ phận trong cơ thể của quý vị mà cần phải giải độc đó chính là cái lá gan trong cơ thể của chúng ta mà khi mà nói tới cái lá gan thì có rất là nhiều những cái sản phẩm đặc biệt của Home Shopping sẽ chăm sóc cho quý vị về cái lá gan. Ngày hôm nay để mà nói về tổng quát, ví dụ như là cái lá gan của quý vị này hoặc là sẽ nói về cái tổng quát giúp cho cơ thể của quý vị có thể giải độc được những cái chất mà nó gây kích thích ngược trong cơ thể hoặc là những cái chất nó gây hại trong cơ thể cho bao tử của quý vị nữa thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với tất cả quý vị một cái sản phẩm đó chính là Yoho Makeable For quayden Thực sự ra người ta có nhiều người hỏi lắm Có phải sản phẩm Yoho Megabu Phục Khoa Đình là cái sản phẩm thần tiên dược nào đó hay không? Dạ thưa, đây không phải là một sản phẩm thần tiên dược nào cả Và đây chỉ là một cái sản phẩm từ dược thảo thiên nhiên ừ. Tại sao là dược thảo thiên nhiên mà lại gây Mà lại nói là quá nhiều lời, quá nhiều đồ tốt như vậy Ai uống người ta cũng khen Tôi không có tin cái điều này Dạ thưa, quý vị không tin Quý vị có quyền không tin nhưng những người đã từng sử dụng sản phẩm này họ đã uống họ đã có cái niềm tin cho cái sản phẩm này và sức khỏe của họ đã phục hồi chính những cái điều đó đã làm cho họ tin nếu như quý vị ngày hôm nay mà nói là tôi không tin thì rất là mong quý vị ơi chỉ cần quý vị gọi điện vào với home shopping mua sắm tại gia giúp cho chuyên viên của chúng tôi có thể uh, nắm rõ thêm những cái thông tin về cơ thể của quý vị ví dụ như là các cô các bác các chú các anh các chị đang bị những cái căn bệnh như thế nào, à, bị bệnh từ nhẹ cho tới nặng, bị bệnh từ cảm cúm, ho sổ mũi cho tới những cái bệnh mà chúng ta phải nói là rất là khó chịu, ví dụ như là bệnh ung thư, nan y chẳng hạn, thì quý vị ơi cứ gọi vào và giúp đỡ cho các cô, các anh, các chị, các cô, các bác đó là những cái nhiệm vụ của những người chuyên viên trong chương trình mua sắm tại gia trong đài sbtn sẽ giúp đỡ cho quý vị rất là nhiều với Nhật Bản Hải dược Yoho Mebu phục khoa đình chúng tôi có cả dạng viên và dạng nước hãy tìm hiểu rõ thêm những công năng đặc biệt của sản phẩm Nhật Bản Hải dược qua sự hướng dẫn của Thanh Mai yeah. Cảm ơn Phú Tài à, đã giới thiệu à, một cái sản phẩm kế tiếp mà rất là quan trọng uhm. mà coi như đây là mình dùng cái sản phẩm này đó là hệ thống phòng thủ gần như là cho phổi à. cho gan à. cho bao tử và đặc biệt uhm. là cho lá gan để mình lọc vì gan nó giống như là một cái màn lưới. À, khi mình à, ăn thức ăn và uống vô đó thì tất cả đều đi qua gan và gan nó Đúng sẽ rồi. lọc những cái đó. Mình thì có thể đi ngủ 8 tiếng hay là ừ. mình có thể nghỉ ngơi ừ. nhưng mà gan mình đâu có nghỉ lọc liên tục. Thành ra cái sản phẩm Yokomekabu Fukedan này như Phú Tài nói đó, tại sao nó đặc biệt và nó rất là tốt để hỗ trợ cho à, những người dùng như vậy thì Phú Tài biết không, mai có làm một cái tìm hiểu nhỏ ừ. nhỏ đó. À, từ những cái nguồn thông tin quan trọng đó đáng tin cậy đó. Thì cái sản phẩm Yoko Megabu Fukidan này đó Tại sao gọi là Fukidan? Fukidan là tên của một loại Fukidan là tên à, một cái chất hỗn hợp giữa tảo biển Mà mình hay gọi là seaweed Và kết hợp với lại nấm thái dương Và một số các hợp chất khác Thì ta nói về tảo biển ở Phú Tài biết không Là có hai loại như Thanh Mai hay thỉnh thoảng cứ chia sẻ Màu xanh và màu nâu thì cái hàm lượng fukidan trong tảo biển màu nâu đó là gấp nhiều lần so với lại màu xanh thế thì người ta nói ô cái này có gì đâu cái này là từ nấm thái dương với lại à, tạo biển thì cứ thế mà tôi à, à, ăn tảo nhiều vào tại vì ở chợ nó cũng bán nhiều lắm chứ bộ ừ. à, nhưng mà nên nhớ rằng đó một kg à, rong biển tươi mình mới chiết xuất được chỉ có 10 mg ừ. à, tinh chất của tảo mà thôi thành ra nếu mà mình ăn sống với một cái lượng nhiều quá như vậy là coi chừng mình sẽ bị áp phê ngược mình sẽ bị dễ bị tiêu chảy ừ. thành ra tại sao mà À, từ những cái dược thảo như vậy người ta làm thành viên và chiết xuất để mà cô đặt thành một cái viên như thế này. Cho nên ở đây mình nhìn thấy mà nhìn thấy một cái hộp như vậy nè là fucodan check fucodan là 150 mg thì thử hỏi phải ăn bao nhiêu ký tảo biển. Tới một ký tảo biển tươi mới được có 10 mg thôi thì 150 mg fucodan này thì quý vị biết là biết bao nhiêu ký lô của à, tảo biển tươi mới chiết xuất ra được như vậy. Và kết hợp với một cái loại nấm thái dương và cái hàm lượng nên chứa tới cái nấm thế dương này là 50 mg. Thì ở ngoài thị trường đó uh, chắc quý vị cũng biết là nói về Yoko Megabu Fukuda nó có khoảng trên dưới 30 loại, giá từ 30 40 đồng cho đến là 34 thậm chí là gần 500 đồng một chai cũng có. Thế thì cái gì làm nên cái giá cả trên lệch nhiều đến như vậy? Uhm. Thì đó là cái hàm lượng fucoidan được chiết xuất uh, và được có trong mỗi viên mà mình uống điều đó nó quyết định được à, cái chất lượng của à, cái viên mà mình uống và đồng thời với một cái nhãn với một cái công ty tên tuổi đây là sản phẩm make in japan hẳn hoi và với một cái sản phẩm tên tuổi như thế này thì may nghĩ rằng với một chai như thế này đó thì quý vị à, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị à, rất là nhiều quà tặng à, đặc biệt là cho cái sản phẩm này à, và với những cái hợp chất Fukudan như vậy tại sao người ta lại nói nhiều về nó tại vì nó có các dụng đó thứ nhất đó là phòng chống sự hình thành của khối u ừ. à, phòng chống sự hình thành của u và quý vị biết rằng đã trong cuộc sống mình nhiều stress mình ăn uống không đúng à, mình à, không đủ thời gian mình tập thể dục thành ra nếu như các à, à, tế bào của mình đó mà nó phát triển một cách là à, mất kiểm soát thì từ đó nó sẽ dễ hình thành khối u ừ. và đó là cái tiền thân của cái vấn đề mà mình hay nói là ung thư thì sản phẩm này sẽ giúp ức chế hay là giảm thiểu cái nguy cơ hình thành khối u trong người à, với viên viên nhỏ và hàm lượng rất là cao à, và có thứ hai nữa, nữa là à, hỗ trợ và ngăn ngừa ung thư thứ ba nữa đó là tăng cường cái kháng thể và hệ miễn dịch và điều này rất là cần trong cái quá trình điều trị à, cho những người nào mà lỡ đã bị ung thư rồi mà mình phải bị bị à, điều trị hóa trị và xạ trị thì mình dùng cái này mình nâng cao cái à, sức đề kháng cái hệ miễn dịch của mình để mà mình chống lại hay là để là mình uh, phải đối phó với lại cái tình trạng mà mình phải đi điều trị uh, bằng hóa trị và xạ trị tại vì phú tài biết những cái người mà điều trị bằng cái phương pháp đó đó làm cho tại vì khi mình dùng một cái chất hóa học để mình giết cái tế bào ung thư thì nó cũng vô tình giết luôn cái tế bào mạnh của mình và nếu mình dùng là uh, xạ trị radiation thì mình chiếu xạ như vậy đó để mình diệt cái tế bào ung thư và cũng đồng thời làm tổn thương À, những cái tế bào lành trong cơ thể cho nên những người đó cái sức đề kháng của họ rất là yếu và họ dễ bị nhiễm cảm và dễ bị lây bệnh thì với sản phẩm này có khả năng rất là công hiệu ở chỗ là nâng cao sức đề kháng đáng kể cho những người đang điều trị như vậy à, và cuối cùng nữa là giúp phục hồi à, chức năng của bạch cầu là một trong những cái tế bào quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể à, thì nếu mà hôm nay như Thanh Mai đã chia sẻ những cái công dụng rất là tốt của Fukudan thì à, không biết rằng là anh em của tụi mình chuẩn bị gửi những cái phần quà nào đến cho quý khán giả nếu như à, quý khán giả gọi vào order cái sản phẩm này Yoko Megabu Fugodan qua số phone là 1888 2018 thì Phú Tài gửi đến những sản phẩm nào đây? Dạ vâng, chắc chắn rồi và một lần nữa à, à, xin lưu ý với tất cả quý vị bà con cô bác thực sự ra thì à, đây là một cái điều mà phú tài lúc nào cũng như là thanh mai lúc nào cũng mong muốn gửi tới với tất cả quý vị đó là việc mà khi mà chúng tôi nói cái sản phẩm này không phải là một cái thần tiên dược để giúp đỡ cho quý vị có thể ngăn ngừa hoặc là uh, ngăn ngừa được những căn bệnh ung thư hoặc là hoặc là phòng chống như thế nào những cái căn bệnh ung thư nó sẽ tới cái quan trọng hơn nữa là chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho quý vị hỗ trợ được nếu như quý vị mà đã gặp những cái căn bệnh ung thư thì sẽ sẽ cố gắng hỗ trợ cho cái căn bệnh đó nó sẽ mau lành. Nhưng mà kết hợp với việc sử dụng những cái loại dược thảo của chúng tôi như là phục hồi đình thì rất là mong các anh, các chị, cô chú, bác, ông bà cùng kết hợp với những phương pháp ví dụ như là tập luyện thể dục thể thao hoặc là những phương pháp ăn uống lành mạnh thì những cái căn bệnh ung thư và hoặc là những cái tế bào ung thư nó sẽ không có kịp hình thành để nó phát triển trong cái cơ thể hoặc là nó di căn trong cơ thể của chúng ta. Hy vọng là kết hợp với cái sản phẩm này cùng với những cái phương pháp để mà giúp đỡ cho cơ thể của mình khỏe thêm quý vị nhé. Và nếu như quý vị gọi ngày hôm nay gọi ngay vào số phone điện thoại 1 888-500-2018 Quý vị gọi vào chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị Như Phú Tài đã nói Bà con cô bác nào mà chưa tin gọi chỉ một cú phone thôi quý vị order chỉ một hộp thôi chúng tôi sẽ gửi tặng luôn những cái món quà không cần quý vị mua nhiều hàng, chỉ cần mua một hộp thôi để cho quý vị biết được cái sản phẩm này là như thế nào. Dùng xong rồi quý vị có những cảm nghĩ nào, gọi lại cho chúng tôi để biết những cái cảm nghĩ suy nghĩ của quý vị nhé. Ngày hôm nay gọi vào order một hộp trăm hai 120 viên, chúng tôi tặng cho quý vị thêm một hộp Yohomekabu ba 30 viên. Nếu như quý vị mua 3 hộp, chúng tôi tặng nguyên cả một hộp 120 viên luôn và tặng thêm cho quý vị cái miếng dán chống đau nhức Arex ngày hôm nay. Còn nếu như quý vị mua nhiều hơn nữa, 4 hộp, chúng tôi tặng thêm một hộp 120 viên, 120 viên đàng hoàng và tặng thêm cho quý vị một cái sản phẩm về yến, yến chất lượng cao có giá thành trên thị trường hơn 100 mỹ kim gửi tặng cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Ừ, Nhớ gọi vào ngay với số phone điện thoại của chúng tôi 1 888-500-2018 Phú Tài sẽ nói ngắn gọn về cái sản phẩm Joy Đây, một cái hộp Joy như thế này thôi Trong một hộp như vậy là có một cái vỉ Và trong một cái vỉ là có tất cả là 10 viên Thì cái sản phẩm Joy này là như thế nào? Wow, cảm ơn đạo diễn rất là nhiều Cái sản phẩm Joy quý vị có thể đang nhìn trên màn ảnh nhỏ của quý vị Đây, một hộp 10 viên Mỗi viên khi mà quý vị uh, mong muốn là chúng ta sẽ tăng cường sức khỏe cho nam giới à. bởi vì sản phẩm này herbal power for men đây là cái sản phẩm tăng cường sức khỏe uh, cho nam giới và đặc biệt hơn nữa là quý vị cũng biết rồi uh, với những cái nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều những cái nhu cầu và những cánh đàn ông như thái sơn thì rất là thích cái sản phẩm này bởi vì nó đem lại sức khỏe là một này và đem lại cái sự cường tráng của một người đàn ông là hai và cái sự cường tráng của người đàn ông này cũng rất là hiệu quả sẽ làm vui vẻ cho cả nhà cũng như là làm vui vẻ cho cả người vợ của mình à, mỗi lúc mà chúng ta cần với cái sản phẩm này thế nên ngày hôm nay nếu như quý vị đặc biệt hơn nữa là các cánh ông mà đang muốn tìm hiểu về cái sản phẩm Joy Night. xin hãy gọi ngay tới Home Shopping mua sắm tại gia gặp Thái Sơn qua số vô điện thoại 1888 500 2018. Cách sử dụng như thế nào, uống bao nhiêu viên thì Thái Sơn sẽ hướng dẫn cho quý vị rõ ràng và chi tiết hơn. Đặc biệt hơn nữa là quý chị em phụ nữ nếu mong muốn chồng của mình có thể có thêm sức khỏe này, thêm sự cường tráng, đặc biệt hơn nữa là đem lại hạnh phúc cho gia đình thì các chị cũng có thể mua cho cả đàn ông của mình đúng không thưa ừ. quý vị? Đó, mua cho chồng của mình. Vậy thì ngày hôm nay với số phone điện thoại kể trên, Phú Tài sẽ gửi ngay cho quý vị những promotion hấp dẫn đó là mua một hộp 10 viên sẽ tặng ngay cho quý vị một viên. Có nghĩa là chúng ta có tất cả là 11 viên trong khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm tròn này như thế này. Còn chần chờ gì nữa? Gọi ngay qua số phone điện thoại 1888 500 2018.